bán nhà phố Hoàng Đạo Thành, quận Thanh Xuân, mặt tiền rộng, ô tô vào nhà và có thang máy. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Ngày hôm nay, em Phương xin giới thiệu với quý anh chị một căn nhà nằm tại phố Hoàng Đạo Thành, quận Thanh Xuân. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 40m², mặt tiền hơn 7m và được thiết kế 6 tầng có thang máy. Mức giá đang được chào bán cho căn nhà của chúng ta thì chỉ hơn 9 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để được đi xem trực tiếp và hoàn toàn miễn phí căn nhà tại phố Hoàng Đạo Thành này. Còn bây giờ, em sẽ mời anh chị đi xem trước qua video này anh chị nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà riêng Hà Nội, ô tô vào nhà có thang máy, nằm tại phố Hoàng Đạo Thành, quận Thanh Xuân mà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 40m², mặt tiền 7m6 và được xây dựng 6 tầng anh chị nhé. Nhà hướng chính nam, thiết kế 6 tầng có thang máy. Đường ngõ trước nhà đây anh chị này, rộng rãi, ô tô vào nhà thoải mái anh chị nhé. Đấy, thiết kế tầng 1 sẽ có gara ô tô rồi. Đây, em sẽ zoom rộng lên một chút để anh chị có thể hình dung được toàn bộ khuôn viên mặt tiền căn nhà của chúng ta. Đấy. Nhà xây mặt tiền rất là hiện đại, rất trường nhà. Với những căn nhà của chúng ta mặt tiền rộng thì đương nhiên nó sẽ có rất là nhiều lợi thế. Đấy. Nhiều lợi thế như thế nào thì chúng ta hãy cùng khám phá bên trong nhé. Với tầng 1 của chúng ta thì sẽ là khu vực gara ô tô. Đấy. Phía bên này thì để xe hoặc thiết kế phòng khách cũng đều ok anh chị nhé. Có một nhà vệ sinh bên dưới 40m thôi nhưng mà thiết kế như thế này thì nhà của chúng ta sẽ rất là rộng. Tầng 1 chúng ta để xe không thôi. Wow, tầng 2 thông xa. Thực ra thì như tầng này thiết kế bếp lên đây cũng được anh chị ạ. Thiết kế bếp đây cũng được nhé, không vấn đề gì. Mức giá đang được chào bán cho căn nhà của chúng ta thì chỉ hơn 8 tỷ thôi. Hơn 8 tỷ cho một căn nhà thiết kế có thang máy, ô tô vào nhà, 40m², nằm tại phố Hoàng Đạo Thành, quận Thanh Xuân, rất là gần với lại ngã tư khu Duy Tiến. Tầng 1, tầng 2 thông sang. Tầng 3 của chúng ta thì thang bộ sẽ chuyển lên ra giữa. Phía bên này sẽ thiết kế bếp. Khu bên kia sẽ làm phòng khách. Đấy, bếp phòng khách ở đây. Thế ra làm cái này, làm cái này cũng tiện nhưng mà nếu mà trong như ứng ở trong này thì sẽ là hơi bí. Chúng ta chỉ làm một vách thẳng đứng lên là ok, cho nó rộng rãi hơn. Đấy, bếp một bên và khách một bên, thang máy ở giữa. Đấy, tầm như này thiết kế khách bếp này khá là ok rồi. Diện tích sổ đỏ 40m nhưng mà diện tích thực tế của nó là sẽ rộng hơn anh chị ạ. Phía trước của chúng ta sẽ đua được ra nữa. Đấy, tuy nhiên là thì khuôn đất này nó sẽ rộng rãi hơn. Lên tầng vị trí tầng 4 của chúng ta thì sẽ chia hai phòng ngủ. Đấy, hai phòng ngủ. Vệ sinh ở đây. Đấy. Nói chung là phòng như này cũng tương đối ok rồi. Hai phòng ngủ vệ sinh khép kín hết. Vệ sinh khu bên này. Nói chung là dịch chuyển cầu thang sang đây là chuẩn rồi. Thì thiết kế hai phòng kia chúng ta sẽ rất là cân đối.
Hợp lý. Tầng 1, tầng 2 của chúng ta thì sẽ có thể làm văn phòng nhỏ, khá ok. Phía trước nhà chúng ta để xe thoải mái, vì trong phía nhà của chúng ta này nó thuộc là trong ngõ trong, cho nên xe cộ để thoải mái được. Vị trí tầng 6 của chúng ta là khu vực sân phơi. Đây, sân phơi cực kỳ thoáng. Khu bên thẳng bên này sang là khu Zoomener, đằng sau là chung cư Five Star. Đấy, bên này là vành đai 3 trên cao. Di chuyển cực kỳ thuận tiện luôn. Nếu anh chị đã biết khu vực Hoàng Đạo Thành này rồi thì di chuyển nó rất là tiện anh chị nhé. Rất tiện luôn. Với một căn nhà 40m2, thiết kế 6 tầng với 4 phòng ngủ, tầng 1, tầng 2, 3, tầng 3 thông sàn như này, mức giá chỉ hơn 8 tỷ thôi. Anh chị nghĩ sao về mức giá này? Và đừng quên, hãy gọi điện cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình những căn nhà riêng tuyệt vời. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Xin cảm ơn.